Chào, xin được chào mừng tất cả các bạn đã đến với buổi livestream trong chuỗi sự kiện mừng ngày phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 của Thế giới Skin Food của chúng ta ngày hôm nay. Và kính thưa các bạn, như các bạn cũng đã biết thì Mercy là thương hiệu make up đình đám tại Thế giới Skin Food nói riêng cũng như thị trường Việt Nam nói chung của chúng ta. Và các sản phẩm của Mercy luôn nằm trong top bestseller cũng như là đã cháy hàng liên tục tại Thế giới Skin Food của chúng ta. Và được biết rằng là fan của Mercy tại Việt Nam có rất là nhiều. Chính vì thế mà trong buổi livestream này chúng ta đã được mời được một người đại diện đến từ hãng Mercy và đến từ Hàn Quốc. Và các bạn có biết rằng trong suốt cái buổi livestream này hôm nay, các bạn sẽ có cơ hội nhận về rất là nhiều phần quà đặc biệt từ hãng Mercy và cũng như là Thế giới Skin Food của chúng ta. Và không để các bạn phải chờ đợi lâu nữa, chúng ta hãy cùng chào đón đại diện của thương hiệu Mercy đến từ Hàn Quốc, Hailey. Hi everyone. Okay. Bây giờ Hailey ơi, rất là vui khi mà chào đón Hailey đến với buổi livestream này. Thì Hailey có thể giới thiệu cho tất cả các fan của Mercy cũng như là của Thế giới Skin Food được biết và hiểu rõ hơn về mình được không nào? So, it's very nice to see you have you here in this livestream. Can you introduce a little bit about yourself? Hi everyone, my name is Hailey. I am the head of international department of Mercy. And yeah, I pretty much control everything of Mercy and import Mercy from Korea to Vietnam. Also, I'm a part-time YouTuber. Yeah. Follow my channel. Thì Hailey là trưởng của bộ phận sale quốc tế của Mercy. Và Hailey làm mọi việc bắt đầu từ khâu sản xuất đến khâu nhập khẩu về Việt Nam luôn. Và ngoài làm việc ở Mercy thì Hailey cũng là một YouTuber nữa. Nên là mọi người hãy follow channel của Hailey nhé. Vâng, xin được cảm ơn Hailey rất là nhiều và phần giới thiệu của mình. Và thứ hai được biết là ngày hôm nay Hailey đến nơi đây và rất là đặc biệt và còn mang rất là nhiều phần quà giveaway dành cho tất cả các fans tham dự chương trình trong buổi livestream này, đúng không ạ? So is it true that you here and bringing so many presents and giveaway for the fans? Yes, everyone, get ready. Mọi người hãy đón chờ nhé. Vâng, các bạn cũng được biết bây giờ chúng ta hãy chuẩn bị tham gia trong cái buổi livestream này để có cơ hội nhận phần quà đặc biệt từ Hailey mang tận từ Hàn Quốc về đây cho chúng ta đấy. Và đặc biệt hơn nữa là 5 phần quà giveaway dành cho 5 bạn may mắn khi theo dõi livestream này. Khi share thật là nhiều về trang cá nhân của mình và bật ở chế độ công khai các bạn nhé. Nhớ là ở chế độ công khai thì bạn nào càng share càng nhiều thì Hailey của chúng ta sẽ cùng follow và cùng chọn ra 5 bạn may mắn nhất và sẽ công khai sau khi buổi livestream của chúng ta kết thúc. Và đặc biệt là trong buổi livestream này thì Thế giới Skin Food sẽ sale sắp tất cả các bạn, nếu khi mua 2 thỏi son Mercy bất kỳ, các bạn sẽ được tặng một thỏi son Mercy Anatomy The First Child Teen từ ngày 14 đến ngày 21 tháng 10. Và đặc biệt là flash deal của chúng ta, chỉ có 2 flash deal trong chương trình này. Khi các bạn theo dõi thì chúng ta sẽ có cơ hội mua son Mercy Velvet Lip Teen màu số 6 và Mercy Mellow Teen màu số 2 với giá trị 89.000 đồng. Vâng, vì vậy các bạn hãy nhớ theo dõi livestream đến cuối chương trình của chúng ta nhé. Và Hailey ơi, có thể nói là Mercy là một thương hiệu make up bùng nổ rất mạnh tại thị trường Việt Nam cho đến bây giờ. Thì nhưng để tìm hiểu về lịch sử thương hiệu cũng như là sứ mệnh và đặc biệt là định hướng thương hiệu thì chắc là chưa được nhiều fan của chúng ta biết đến. Thì Hailey có thể giới thiệu chi tiết hơn về Mercy cho tất cả các bạn fan được biết không ạ? So it is obvious that Mercy is creating a big trend in Vietnam, but maybe not so many fans knows about Mercy's style or mission or brand orientation. So can you share a little bit more detail about the brand? Okay, so Mercy was created in 2014. It's still a very new brand. So we've been in Vietnam for last 2 years, and I am so flattered that you guys love Mercy, and Mercy wants to more represent the city, Seoul, our city, especially in Seoul, Hongdae and Itaewon, the city with a very young and free vibe, and also we're very rebellious, and we want to get
the rebellious woman and man inside of them with the makeup. So, Merzy là một nhãn hàng cũng rất là trẻ. Bọn mình mới thành lập từ năm 2014 thôi và cũng mới về Việt Nam được có 2 năm, nhưng mà rất vui là được mọi người ủng hộ rất là nhiều. Và với hình ảnh của Merzy thì Merzy cố gắng tái hiện hình ảnh của Seoul, của thủ đô của Hàn Quốc, và nhất là hai con đường nổi tiếng dành cho giới trẻ là Hongdae và Itaewon. Cho nên là hình tượng của Merzy là hướng về sự trẻ trung, tự do và nổi loạn. Nên là chắc là vì thế nên được mọi người ở Việt Nam rất là yêu thích. Vâng, xin được cảm ơn Hailey rất là nhiều. Có thể nói là nhờ cái chia sẻ của Hailey này thì các bạn fans của Merzy có thể hiểu rõ hơn về thương hiệu Merzy mà bấy lâu nay các bạn đã sử dụng những bộ sản phẩm của Merzy cung cấp. Vâng, xin được cảm ơn Hailey rất là nhiều. Và thời gian gần đây có thể nói là Merzy đã trở lại với bộ sản phẩm son mới, đó chính là Merzy Mellow Tint, đã thực sự gây chao đảo cũng như là không chỉ ở thế giới skin food và cũng như là cho khắp thị trường mỹ phẩm ở Việt Nam. Và sản phẩm này đã gây hot ngay từ những ngày đầu ra mắt và hầu như là đã cháy hàng tại thế giới skin food của chúng ta. Và Merzy Mellow Tint còn được rất nhiều beauty blogger review và khen ngợi bởi bản màu rất là ấn tượng. Dù chỉ có 4 màu thôi nhưng mà thực sự rất là khó chọn, bởi vì 4 màu đều là trend, đúng không ạ? Vậy thì không biết rằng là cảm hứng từ đâu đã giúp cho Merzy tạo ra cái bản màu son này, dù chỉ có 4 màu thôi mà đã tạo nên một cái ấn tượng cũng như là trở thành trendy. Hailey có thể nói thêm về thông tin này được không ạ? So Merzy Mellow Tint is a very new lip line, but it's been creating the huge trend, and the color palette is only 4 colors, but they are so trendy and it's hard to find just one color. Aww. So what is your inspiration to create such a beautiful autumn color like that? Well, Merzy Velvet Tint, Mellow Tint is like my baby because I created all the colors and textures, and I was able to choose the colors and texture because I also have very dark skin tone. For Koreans have very light skin tone, but I have a darker skin tone with yellow, strong yellow base. So I have very autumn color. So all 4 colors were just perfect colors for my lips. Thì 4 cái màu son này là do Hailey chính tay chọn màu, và từ cái bước những cái bước đầu tiên thì kiểu Mellow Tint như là một đứa con tinh thần yêu quý của Hailey vậy. Bởi vì là đầu tiên thì về cái màu da của Hailey là cũng khá là tối so với màu da của người Hàn Quốc, và có một cái tông vàng ấm, và Hailey muốn tạo ra một bảng màu mùa thu phù hợp nhất cho cái tông da của Hailey. Và thật là bất ngờ là cái tông da của người Việt mình cũng gần như thế, nên là nó trở nên rất là trendy ở Việt Nam. Vâng, chính vì thế mà có thể nói Merzy trở thành một cái thương hiệu mỹ phẩm rất gần gũi với người Việt, phải không ạ? Và cơ duyên cũng là nhờ màu da rất đặc biệt của Hailey của chúng ta. Vâng, xin được cảm ơn Hailey rất là nhiều. Và cũng có rất là nhiều fans của thế giới skin food đang thắc mắc là không biết là dự định ở tương lai thì Merzy của chúng ta có cho ra thêm nhiều màu son mới không ạ? So our fans in Vietnam are wondering if Merzy is going to create more new colors of the Mellow Tint line. Oh, this is top secret. Đây là bí mật nha mọi người. Ok, nếu mà đã bí mật rồi thì chúng ta sẽ cùng giữ bí mật đó ha. Vâng, và xin được mời Hailey cũng như là các bạn cùng xem lại bảng màu son mới nhất của chúng ta trên màn hình. Và các bạn ơi, các bạn đừng quên là trong buổi livestream này còn có rất nhiều phần quà giveaway chính tay Hailey mang từ Hàn Quốc trở về. Và cũng như là các bạn hãy đón xem hot deal của chúng ta, mua 2 tặng 1 các bạn nhé. Và đặc biệt là 2 flash deal 89.000 với 2 sản phẩm best seller của Merzy, đó chính là Merzy Velvet Lip Tint màu số 6 và Merzy Mellow Tint màu số 2 sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào trong buổi livestream này, và số lượng chỉ có hạn thôi, thì chúng ta hãy nhanh tay click vào phần link bên dưới. Và flash deal của chúng ta đã xuất hiện flash rồi deal. Các flash bạn deal. Ơi hãy flash nhanh deal. Tay đi ạ à. Hãy nhanh tay click vào phần link bên dưới của click phần comment link underneath. Chúng ta có thể may click mắn link nhận underneath. Về cho mình 2 bản màu hot nhất hiện nay. Và hiện tại thì để cho các bạn có thể thấy
được rõ hơn bốn màu son mới nhất của Mercy thì Hailey sẽ giúp cho chúng ta swatch trên chính bàn tay của mình. So you can swatch the four colors of melatonin on your hands. So, and one here. Yeah, you can just. Đây là màu M1 nha mọi người. Màu mahogany. Mahogany. Màu M2 là màu Gentilly. Nếu các bạn nào mà thường xuyên đi tiệc, chúng ta có thể sử dụng màu son này trông rất là quyến rũ phải không ạ? Màu son khá là trầm. M3 Spice Brick. Màu M4 là màu Hailey yêu thích đấy ạ. M4 là Beer and Rose nha mọi người. Vâng, đúng như là ban đầu chúng ta đã được biết thì bốn màu son này đã trở thành hot deal, và ngày hôm nay trực tiếp trên livestream của Thế Giới Skin Food thì chúng ta càng thấy rõ hơn vì sao nó trở thành một cái hot deal phải không ạ? Thực sự rất là đẹp, và Hailey đã dùng cho bốn màu son này cho trên cái kênh YouTube của mình chưa ạ? Để các bạn có thể click vào kênh của Hailey để xem cũng như là sự quyến rũ của Hailey trên YouTube như thế nào qua bốn màu son này ạ. Have you swatched those beautiful colors on your YouTube channel? Of course. I was the first one. Tất nhiên Hailey là người review đầu tiên rồi. Vâng, có thể nói là sau cái buổi livestream này có thể là Hoa Thúy Hoa sẽ mua bốn màu son này để dành tặng cho những người mà ưa makeup cũng như là bạn bè của Hoa đấy ạ. So after this livestream, maybe she will buy those full color for her friends. Oh yeah, I'll give you as a gift. Yeah. Hailey sẽ tặng cho Hoa. Flash deal này của chúng ta đợt 1 hầu như đã kết thúc rồi, thì không biết rằng các bạn nào đã may mắn nhanh tay click vào và sở hữu hai màu son của Mercy của chúng ta. Và những các bạn nào mà chưa nhanh tay click vào đường link thì cũng đừng vội buồn nhé, vì chúng ta có đến hai đợt flash deal trong cái buổi livestream này, và chúng ta còn một đợt nữa ở cuối chương trình. Các bạn hãy theo dõi buổi livestream này nhé. Và ok, chúng ta sẽ quay trở lại và trò chuyện với Hailey một tí. Thì Thế Giới Skin Food là đại lý chính thức của Mercy tại Việt Nam đã khá là lâu rồi. Và Hailey có thể chia sẻ thêm về sự hợp tác này của Mercy với Thế Giới Skin Food để cho các fans của chúng ta hiểu rõ hơn được không ạ? So Thế Giới Skin Food is our partner for a very long time. Can you share a little bit more detail about this collaboration between Mercy and Thế Giới Skin Food? Oh, so Thế Giới Skin Food is one of my very favorite partner. We've been partnering together for many years, and we are hosting this event because of the Thế Giới Skin Food. They invite us to Vietnam, and we got to meet you guys because it's really hard to meet the customers. You know, since we are a Korean brand, so. Yeah, this collaboration, we prepared many gifts for Thế Giới Skin Food as well. So please go check out all their promotions. Thì Mercy Hàn Quốc và Thế Giới Skin Food cũng đã hợp tác được khá là lâu rồi. Và Thế Giới Skin Food là một trong những partner mà yêu thích nhất của Mercy. Và nhờ Thế Giới Skin Food mà Mercy có thể cơ hội tiếp cận thêm với nhiều fan, với nhiều khách hàng. Và lần này thì để mà livestream ở đây cũng là nhờ có Thế Giới Skin Food hỗ trợ. Nên là Mercy đã mang về rất là nhiều phần quà.
để hỗ trợ thế giới Skin Food và tặng cho các bạn fan ấy. À, vâng, xin được cảm ơn tình cảm mà Hailey đã đặc biệt dành tặng cho thế giới Skin Food. Và không biết rằng thời điểm mà Mercy chưa biết đến rộng rãi tại Việt Nam thì thế giới Skin Food đã làm gì để có thể giúp cho các bạn ở đây có thể tư vấn cho Hailey biết được là nhu cầu của các bạn giới trẻ tại Việt Nam khi mà Mercy lại cho ra cái màu son vô cùng là ân ý dành cho các bạn fans. Thì không biết rằng cơ duyên nào để Mercy có thể biết được điều đó ạ? So, since Mercy is in Korea and so is are there any help from Thế Giới Skin Food that support you that you can come up with those beautiful colors? Yes, Terry Skin Food. The CEO of Terry Skin Food is my dear Onni. And she actually inspired me a lot. She always suggests really good colors, really inspiring products. So I was able to learn from her, actually. She's my mentor and Onni. Thì chị chủ của Thế Giới Skin Food là một người chị mà Hailey rất là yêu quý. Và chị chủ của Thế Giới Skin Food cũng chính là người mà truyền rất là nhiều cảm hứng cho Hailey và cho Mercy nữa. Và nhờ có chị chủ thì Hailey và chị Hailey cũng có thể tạo ra dòng màu son đẹp như thế này. À, vâng, xin được cảm ơn Hailey. Và đến đây phải nói rằng cái màu son Mercy Velvet Lip Tint màu số 6 đã tạo nên tên tuổi của Mercy. Và chắc hẳn rằng ở tương lai Mercy cũng sẽ tạo nên nhiều sản phẩm phù hợp và chắc chắn sẽ lại là hot deal tại Việt Nam đối với các bạn trẻ. Và rất là cảm ơn Hailey. Thế Giới Skin Food là đại lý của rất là nhiều thương hiệu mỹ phẩm Hàn Quốc hiện nay và cũng rất là vui khi được hợp tác với thương hiệu Mercy để mang lại những sản phẩm đẹp và đặc biệt là giá phải chăng dành cho các bạn tại Thế Giới Skin Food cũng như là các bạn trẻ tại Việt Nam. Và trong buổi livestream này các bạn ơi, các bạn đừng quên rằng chúng ta sẽ có ưu đãi sốc từ trước đến nay, đó chính là mua hai sản phẩm được tặng một sản phẩm và đặc biệt là flash sale cuối cùng của chúng ta ở cuối chương trình các bạn nhé. Và đặc biệt ngày hôm nay thì Hailey đã mang đến cho chúng ta 5 phần quà. Một bộ phần quà bao gồm là 4 món là một thỏi son, một mascara, một kẻ mắt nước và một phấn má. Chúng ta hãy chờ xem 5 bạn may mắn sẽ được công bố sau cái buổi livestream này của chúng ta. Và giờ phút này thì Thúy Hoa đã thấy được rằng các bạn fans đang theo dõi livestream, đang tương tác rất tích cực và cũng có một số câu hỏi dành cho Hailey và đặc biệt là những câu hỏi mang tính chất hơi riêng tư một tí. Thì Hailey có sẵn sàng trả lời câu hỏi của fans không ạ? So, the fans are interacting very well on the internet and they are questioning you. Some questions are also personal questions. Are you ready? Are you ready? Okay, come get me. Vâng, và câu hỏi đầu tiên dành cho Hailey của chúng ta như sau. Một bạn có nick Facebook là Dung Trần có một câu hỏi dành cho Hailey là Hailey bao nhiêu tuổi rồi và đã làm cho Mercy được bao nhiêu năm rồi ạ? So, a person named Dung Trần ask you how old are you and how long have you been working for Mercy? How have I been working for Mercy? I am 26 years old. I just turned 26 two days ago. And I've been working for Mercy for over 3 years. Yeah. Over 3 years. Thì Hailey mới sang tuổi 26 2 ngày trước. Và Hailey đã làm được ở Mercy khoảng 3 năm rưỡi rồi. Hơn 3 năm. Vâng, xin được cảm ơn câu hỏi của bạn Dung Trần cũng như là phần trả lời của Hailey. Rất là vui khi mà được biết là Hailey vừa đón mừng sinh nhật của mình tại Hàn Quốc và thay mặt cho các fans của Thế Giới Skin Food cũng như là các bạn ưa dùng thương hiệu Mercy xin được chúc mừng sinh nhật Hailey. Và tiếp theo Happy birthday. Chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi của bạn thứ hai, đó chính là bạn La Mỹ Mỹ. Câu hỏi dành cho Hailey như sau, bí quyết thành công của Hailey là gì? Oh, what is your secret to become successful? Successful. I don't think I'm not yet so successful, but chắc là chưa thành công lắm đâu. But my secret to be in this position will be working really passionately. I have a lot of passion in me. So
I love my job. I love working. I work 15 hours every single day. And yeah, you have to work hard. Party hard. Thì bí kíp của Hailey chỉ là phải có đam mê thôi ạ. Thì Hailey rất là yêu thích công việc của mình và Hailey có đam mê với cái việc mình làm. Và Hailey làm 15 tiếng một ngày. Và Hailey làm nhiều và chơi cũng nhiều nữa. Nên là phải có sự cân bằng. Vâng, có thể nói Hailey cũng giống như suy nghĩ của Thiên Hoa, có nghĩa là chúng ta cần phải có sự đam mê nhất định và cần phải dành nhiều thời gian cho sự đam mê ấy thì chúng ta mới dẫn đến thành công ở tương lai được, đúng không nào? Vâng, xin được cảm ơn bạn La Mỹ Mỹ rất nhiều. Và câu hỏi tiếp theo dành cho Hailey, bạn Phạm Thúy Vi, chị Hailey có kênh YouTube riêng đúng không ạ? Chia sẻ thêm về kênh này được không chị? Vâng. Is it true that you have your own YouTube channel? Yes. And can you share a little bit more? Oh, my YouTube channel? Yes. My YouTube channel is called Baby Boss Hailey because I am the baby boss. She looks like baby. So, yeah, my channel is, since I work in this cosmetics industry, I am always the first one who actually gets all the new products from different brands. So I review cosmetics from different brands, not just Merzi. So yeah, come subscribe my channel and hit the like button. YouTube của Hailey tên là Baby Boss Hailey bởi vì Hailey là boss nhưng mà nhìn rất là baby. Và Hailey làm việc ở trong ngành mỹ phẩm cho nên là Hailey có cơ hội nhận được những cái sản phẩm mới nhất từ các hãng. Và trên kênh của Hailey thì không chỉ review mỗi về Merzi không mà review về mỹ phẩm của nhiều hãng khác nữa. Nên là mọi người hãy subscribe kênh channel của Hailey nhé. Dạ, vâng, xin được cảm ơn bạn Phạm Thúy Vi cũng đã đặt câu hỏi cho Hailey. Có lẽ rằng sau cái buổi livestream này thì Thiếu Hoa cũng nhanh tay follow kênh YouTube của Hailey để cùng học hỏi thêm nhiều cái cách makeup khác nhau cũng như là sử dụng màu son của Merzi thật hợp lý. Vâng, xin được cảm ơn Hailey rất nhiều. Và các bạn ơi, các bạn đừng quên để lại nhiều câu hỏi tương tác dành cho chương trình của chúng ta về thương hiệu Merzi cũng như là đặc biệt về Hailey. Vì rất là khó để chúng ta có thể mời được đại diện hãng Merzi về đây để tham gia cũng như là chia sẻ cho chúng ta về tất cả những thắc mắc của các bạn fans của Thế Giới Skin Food cũng như là các bạn có thể hỏi riêng về những cái cách makeup mà Hailey có thể tạo nên một cái kênh riêng cho mình. Và đặc biệt là được rất là nhiều bạn săn đón những cái video mới của Hailey. Và hiện tại thì có một câu hỏi tiếp theo dành cho Hailey như sau. Các bạn thì dòng son nào thì sẽ phù hợp với những người có tông màu da hơi sáng? Đối với bốn màu son mới thì không biết Hailey có thể giúp các bạn chia sẻ thêm được không ạ? So do you have any recommendation for the skin tone that is a bit brighter? Brighter? Yeah. Especially in our new mellow tint. The colors, yeah, here. Yeah, yeah. So this one is 1, 2, 3, 4, and I recommend for brighter skin tone, mix, use the M3 as the base color, and M1 as more gradation inside. So it's more popping up with the red, but it's orange face. Thì với da sáng, Hailey có recommend là các bạn sẽ tô cái màu M3 này ở dưới như một cái base màu da cam và tô cái màu M1 này ở trong lòng môi thì nó sẽ làm cho răng các bạn cũng trắng và da các bạn cũng trắng lên nữa. Vâng, đúng là một cái tip makeup rất là quen cũng như là rất là phù hợp cho những bạn nào mong muốn có sở hữu một hàm răng trắng cũng như là tạo ấn tượng đối với người nhìn hơn, đúng không ạ? Vâng, và câu hỏi này rất là nhiều fans quan tâm của Thế Giới Skin Food cũng như là các bạn đã liên tục đặt câu hỏi cho Hailey cũng như là biết nhiều hơn về thương hiệu Merzi rằng Merzi sẽ có store office tại Việt Nam và fan day tại Việt Nam không? Câu hỏi này được đặt ra từ bạn Amy Nguyễn. So, do we have already fan page in Vietnam and will we have official store in Vietnam? Yes. well, we have a Merzi Vietnam fan page and many people followed us. So, please go follow our fan page and we flagship store.
store. I really want to open one flagship store in Ho Chi Minh City, but I am not sure when. I really hope I can open one by next year. Mặc dù là chưa chắc chắn, nhưng mà về flagship store thì Hailey rất là mong có thể mở được một cửa hàng ở thành phố Hồ Chí Minh vào năm sau. Còn về fanpage thì chúng mình đã có fanpage trên Facebook rồi, và mọi người có thể trực tiếp vào để trò chuyện với nhân viên người Việt Nam luôn. Vâng, rất là thông tin rất là tốt phải không ạ? Về chúng ta sẽ được sớm chào đón một cái office store sẽ ra mắt tại Việt Nam, tại thành phố Hồ Chí Minh. Và đặc biệt là chính nhờ Mercy có một cái fanpage trên Facebook đúng không ạ? Thì các bạn fans ở Việt Nam thì chúng ta có cơ hội nhiều hơn để đưa ra những vấn đề, những thắc mắc của mình, để Mercy có thể kịp thời cập nhật được xu hướng của các bạn giới trẻ tại Việt Nam cũng như các bạn fans của Thế Giới Skin Food. Và chúng ta có thể lắng nghe các bạn ấy nhiều hơn đúng không ạ? Vâng, và các bạn ơi, chúng ta đừng quên đợt flash deal cuối cùng của chúng ta đang bắt đầu rồi ạ. Các bạn có thấy cái đường link bên dưới không ạ? Chúng ta hãy flash cùng click vào cái đường link này để cùng thực hiện cái thao tác để có cơ hội nhận về màu son mới nhất của chúng ta là màu số 6 và màu số 2 với giá trị có 89.000 đồng thôi. Các bạn nào chưa sở hữu thì chúng ta hãy nhanh tay lên nhé. Và các bạn nào đến sau cũng còn cơ hội đấy ạ. Thì các bạn ơi, nếu mà các bạn không thể nhận quà từ Flash Deal thì các bạn có thể tương tác với Hailey và thương hiệu Mercy của chúng ta để chúng ta có thể nhận về 5 phần quà vô cùng đặc biệt từ Hailey nhé. Và chúng ta sẽ cùng quay trở lại phần giao lưu tiếp tục dành cho Hailey với một câu hỏi dành cho Hailey như sau. Là Hailey ơi, thì son Mellow Tint có gì khác với dòng Velvet trước đây hay không? Và câu hỏi này đến từ bạn Nguyễn Huyền. Oh, so is the Mellow Tint, what is the difference between the Mellow Tint and the Velvet Tint? So Mellow Tint is called Mellow Tint because it's from marshmallow. Ah, mellow từ cái từ marshmallow á mọi người. So it's more thicker than Velvet Tint. Velvet Tint is like very watery, it dries very quickly. So once you apply, it stays very long time. But Mellow Tint is, it doesn't dry very quickly, but it moisturizes your lips. And also, it protects your lips with the natural ingredients. Thì dòng Mellow Tint, nghe đúng cái tên của nó là nó sẽ kem hơn, nó sẽ bông xốp hơn so với cả dòng Velvet. Dòng Velvet thì khi mà đánh lên một lần là nó sẽ khô rất nhanh và nó sẽ để lại lớp son lâu ở trên môi. Nhưng mà với dòng Mellow thì bọn mình đã cho thêm nhiều những cái dưỡng chất từ thiên nhiên để bảo vệ và làm ẩm, giúp làm ẩm môi cho mọi người. Đó chính là lý do mà mọi người yên tâm sử dụng dòng son mới của Mellow Tint đúng không ạ? Vâng, và câu hỏi tiếp theo dành cho Hailey và đến từ bạn Hạ Thanh Thu. Là thương hiệu Mercy gồm những sản phẩm gì vậy ạ? Chắc là bạn này muốn mua những thương hiệu đến từ Mercy đây. So, what are the products of our brand? What are the products? What are the product lines in Mercy? Product lines? Oh, what products do we have? We have hundreds. Yes. We have lipstick, tint, but tint with a very different textures. So this one is called a fitting Mercy fitting lip. This one has very dry matte but very high pigmentation. And mellow tint with a more creamy texture, but it has very nice autumn colors. And our best seller, Velvet Tint. Oh, here. Here, this one is our Velvet Tint line. It has very fluid, watery texture, but it stays super strong all day. And also colors are very beautiful. So all our lip lines, and then we also have a cushion, and we just released foundation this month, right? And concealer, mascara, eyeliners, mini eyeliners, 100. Thì bọn mình có rất là nhiều sản phẩm và chủ yếu tập trung về make up. Và riêng về son không thôi thì với 4 dòng này mỗi dòng có một tính chất khác nhau rồi, và cũng có những cái bảng màu rất là đa dạng nữa. Bọn mình cũng có
Cushion và mới cho ra mắt dòng foundation vào tháng trước. Bọn mình có đủ các màu của eyeliner và đủ các màu của mascara luôn. Nên là có tầm khoảng 100 sản phẩm. Vâng, xin cảm ơn Hailey. Và bạn Hạ Thanh Thu ơi, chắc là bạn cũng đã hiểu hơn được nhiều sản phẩm đến từ Mercy phải không nào? Thì sau buổi livestream này hãy nhanh chân đến với thế giới Skin Food để có thể sở hữu thêm nhiều sản phẩm của Mercy nhé. Và cũng cảm ơn Hailey đã vừa nhắc đến một câu hỏi cũng rất là liên quan đến phần giới thiệu của Hailey, đó chính là bạn Lê Huyền. Thì Hailey có thể giới thiệu thêm về cái cushion Mercy mới được ra mắt gần đây không ạ? Can you introduce a little bit more about our cushion? So we have two types of cushion. One is cover cushion or matte finish, and one is glow cushion with glow finish. So you can have glass skin with a glow cushion, and if you need more cover with the freckles, you need to use cover cushion. So thì tụi mình dòng cushion của tụi mình có hai dòng, một dòng là về che khuyết điểm và sẽ có một lớp finish rất là lì, còn một vòng dòng thứ hai là dòng glow, nghĩa là giúp cho da mọi người căng bóng lên và mọi người có thể có một làn da glass skin như là Hàn Quốc. Vâng, xin được cảm ơn Hailey. Và hiện tại trên livestream thì có rất nhiều fans của The Just Skin Food ngợi khen rằng Hailey rất là xinh với sự xuất hiện đặc biệt ngày hôm nay. Và có một câu hỏi bạn Vivi muốn hỏi bạn Hailey rằng là có phải Hailey đang sử dụng dòng son Mercy đúng không? So they've been saying that you look so good on our live stream today. Oh really? And are you using the mellow tint right now? Mellow tint? Yeah. Today? No. So one of the Mergy line? I'm using V6 today. Oh. Everyone knows V6, right? Yeah, yeah. hôm nay Hailey đang đánh màu V6 ấy ạ. Màu Velvet V6. Không phải là không rồi đúng không ạ? Và một câu hỏi từ bạn Hằng Nguyễn là Thế Giới Skin Food đã là đại lý của Mercy từ bao lâu rồi ạ? Since when is Thế Giới Skin Food is Mercy's partner in Vietnam? Since 2007. Từ năm 2017. 2 years. Được 2 năm rồi. Dạ, dạ. Vâng, có thể nói trong quá trình 2 năm sự gắn kết của Mercy. Oh, 2017, sorry. 17, yeah, yeah, yeah. Vâng, có thể nói trong suốt thời gian đó sự gắn kết của Mercy và Thế Giới Skin Food rất chặt chẽ với nhau phải không ạ? Bởi vì có thể thấy sự bùng nổ của những sản phẩm của Mercy liên tục cháy hàng tại Thế Giới Skin Food. Và một bạn có hỏi Hailey rằng màu V6 có hợp với da ngâm không ạ? Em không thường make up thì có dùng được không? Câu hỏi này đến từ bạn Nhật Khôi. So is Velvet Tint V6 is suitable for the like darker skin tone? Oh yeah. And she doesn't wear makeup usually, so is it good for no makeup face? Oh, I don't wear makeup every day. When I go to work, I only have 10 minutes to do the makeup. So I just put foundation and V6. But I don't put two layers. I only put one layer, and it's perfect for no makeup look. So darker skin is also. I have darker skin. Thì màu, thì cái màu da của Hailey cũng không có sáng lắm rồi. Và Hailey có chia sẻ là mỗi ngày đi làm thì chỉ có 10 phút để trang điểm thôi. Nên là Hailey chỉ có foundation và đánh một lớp V6 lên là có thể đi làm được rồi. Nên là rất là phù hợp với khuôn mặt không make up luôn. Bạn Nhật Khôi của chúng ta đừng lo lắng nhé, bởi vì không cần make up thì chúng ta vẫn có thể sử dụng màu son đến từ Mercy. Và đặc biệt là màu son số 6, chắc chắn là bạn rất là thích màu son này. Và bây giờ bạn hãy nhanh tay sử dụng lên trên khuôn mặt của mình đi nhé, để cùng ngắm cái vẻ xinh đẹp của mình sau khi đã bôi màu số 6 lên trên môi. Và câu hỏi tiếp theo đến từ bạn Dung Trần. Có thể nói là ngày hôm nay các bạn fans của Thế Giới Skin Food cũng như là thương hiệu Mercy đã tương tác rất là tốt và để lại rất là nhiều câu hỏi dành cho Hailey. Thì câu hỏi dành cho Hailey như sau: Hailey đến Việt Nam nhiều lần chưa và Hailey thích gì nhất ở Việt Nam ạ? Have you been to Vietnam so many times and what do you like the most about Vietnam? Well, I have been to Ho Chi Minh City and Hanoi, about Ho Chi Minh City 9 times. And many times, and I love the people and food. You guys are very friendly.
thì Hailey đã đến Việt Nam đến tính đến giờ là được 9 lần rồi. Hailey cũng đã đến Hà Nội và Hồ Chí Minh thì được 9 lần và sẽ còn nhiều lần về sau nữa. Và tất nhiên Hailey rất là yêu quý người Việt Nam và đồ ăn Việt Nam. Vâng, có thể nói là đặc biệt là ngày hôm nay chúng ta cũng không thể không nhắc đến đó chính là bạn gái ngồi bên cạnh Hailey, đó chính là bạn Phương, là một cái thông dịch viên luôn đi bên cạnh Hailey cũng như là làm việc cho thương hiệu Mercy của chúng ta. Thì rất là vui khi được chào đón bạn Phương đến đây để cùng hỗ trợ cho chương trình livestream này để giúp cho các bạn fan đến gần gũi hơn với Hailey. Và bạn Phương có thể một lần nữa gửi lời chào đến tất cả các bạn được không ạ? Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Phương và hiện tại thì mình đang làm việc ở công ty Mercy Hàn Quốc. Vâng, được biết là Phương cũng như là Hailey chỉ vừa đến Việt Nam vào chiều ngày hôm nay, nhưng mà rất là cảm ơn sự năng lượng của hai bạn đã mang đến trong buổi livestream này và giao lưu với tất cả các fans. Và vì còn thấy Hailey có rất là nhiều năng lượng nên chúng ta sẽ tiếp tục đặt câu hỏi dành cho Hailey. You still have so many energy, so they're gonna have more questions. Okay. Câu hỏi của bạn Kim Ngân dành cho Hailey như sau là Son Chelting có gì khác với hai dòng trên Melting và Velvet ạ? What is the difference between the gel tint and the velvet and the mellow? Oh, so velvet is very light texture, watery, and it stays very long time. Mellow tint is thicker and it's like marshmallow. It's a little bit thicker, but the colors are beautiful for autumn. And gel tint is glossy tint. Since we have all the velvet matte, we just need one more glossy one, right? We all need that. Thì Basic V6 là một dòng son rất là hơi lỏng và sẽ đám màu rất là lâu trôi. Còn Mellow Tint thì có chất son kem lì, kem hơn một tí. Còn sau khi mình đã có dòng son kem và dòng son tint rồi thì mình cần thêm một dòng son bóng hơn một tí nữa. Nên Gel Tint là một dòng hơi glossy, hơi bóng một tí. Vâng, xin được cảm ơn Hailey. Và các bạn ơi, cũng tiện thể đây cho một lần nữa thì Hoa xin được nhắc lại rằng các bạn nào không thể tham gia trong phần flash deal để có thể mua hai dòng son mới nhất hiện nay với giá 89.000 thì các bạn cũng đang còn một chương trình sốt nhất từ trước đến giờ của thương hiệu Mercy và đặc biệt tại thế giới Skin Food. Có nghĩa là chúng ta mua hai sản phẩm sẽ được tặng một sản flash phẩm bất kỳ. Thì thế các bạn hãy nhấc tay lên nhé và đừng quên cơ hội này, chỉ có 102 và thời gian của chúng ta cho cái ưu đãi này sẽ từ ngày 14 đến ngày 21 tháng 10. Vì thế các bạn có thể share livestream này dành cho những cái bạn nào mà chưa được biết đến cái buổi livestream đặc biệt này, có cơ hội nhận về cho mình thêm nhiều cái sản phẩm đến từ Mercy các bạn nhé. Và tiếp tục lại là một câu hỏi đến từ bạn Mỹ Dung là thành phần sản phẩm của Mercy có dễ gây kích ứng với da nhạy cảm không? So, are there any ingredients from our products that can create irritation for the sensitive skins? Irritation for sensitive skin. Well, all the makeup, like not just Mercy, but every single makeup has ingredients that can hurt the sensitive skin, like fragrance. Fragrance has to be in every single makeup. So, people say that these fragrance ingredients can irritate your skin, but it's very minimal percentage. You have to be very lucky to be irritated. So, đối với không chỉ sản phẩm makeup của Mercy mà còn rất nhiều sản phẩm makeup của các hãng khác nữa thì đều có một phần nào đó những cái thành phần mà có thể gây kích ứng, ví dụ như là nước hoa, thì nhưng mà đều dùng với một cái lượng rất là nhỏ trong các sản phẩm. Thì bạn phải rất là may mắn mới có thể bị kích ứng được với các sản phẩm của Mercy. Nên là hoàn toàn có thể yên tâm. Vâng, các bạn có thể yên tâm rồi nhé khi sử dụng những sản phẩm đến từ thương hiệu Mercy của chúng ta. Và lại tiếp tục một câu hỏi dành cho Hailey đến từ bạn Tiên Nguyễn Thị Kim là màu son nào hot nhất của Mercy, dòng Velvet Tint và Mellow Tint ạ? So what are the hottest color of Velvet Tint and Mellow Tint? Velvet Tint, it's clearly V6, the one I'm wearing today. Tất nhiên là màu V6 rồi ạ. Sản phẩm Velvet. Everyone's favorite, it suits to all different colors of skin. And for Mellow Tint, it's hard to tell.
Really hard to tell. Yeah. Because all four colors are selling really well. So. Với dòng Velvet thì tất nhiên là màu V6 mà Hailey đang đánh ngày hôm nay rồi. Hợp với tất cả mọi phong tông da và được rất là nhiều người yêu thích. Còn với dòng Melotin thì rất là khó để nói luôn ạ. Bởi vì cả bốn màu đều đẹp đúng không ạ? Vâng, thật là như vậy thì Thúy Hoa rất là thích cái màu bốn màu son mới nhất của Mercy vừa ra. Có thể nói là bốn màu son thực sự rất là phổ biến cũng như là trở thành một cái trendy của các bạn trẻ rồi. Và rất là phù hợp cho các bạn mà hot teen từ 18 đến 26. Và nếu như mà ai càng tự tin hơn sử dụng những màu son này sẽ càng giúp cho mình càng trẻ hơn đúng không ạ? Vâng, đặc biệt là makes nếu mà các bạn younger, đi tiệc thì nên dùng những màu son như thế này để có thể giúp cho mình thêm phần sexy và quyến rũ hơn. Xin được cảm ơn Hailey rất là nhiều. Và có thể nói ngày hôm nay Hailey của chúng ta rất là vui tính cũng như là giao lưu rất là nhiệt tình và trả lời rất là nhiều câu hỏi từ các bạn fans của Thế Giới Skin Food cũng như là các bạn fan của thương hiệu Mercy. Và kết thúc phần câu hỏi ở đây, xin được cảm ơn Hailey của chúng ta rất là nhiều. Và Hailey ơi, chúng ta hãy cùng kêu gọi các bạn hãy nhanh tay share livestream này để sau khi kết thúc phần livestream chúng ta sẽ chọn ra 5 bạn may mắn nhất mà Hailey đã mong muốn dành tặng 4 phần quà của mình mà mình đã mang từ Hàn Quốc về đây đi ạ. That's the end of the interacting question part. So now just tell everyone to share this live stream to their wall and then you can choose the lucky friends that you can want to give the box, beauty box gift. Okay. Tell everyone to share. Okay, everyone share. Maybe it's like right here. Share this post and you are going to be the lucky winner. Yay. Vâng, xin được cảm ơn Hailey vì chúng ta đã đặc biệt được mời Hailey đến tham dự buổi livestream này. Và sau buổi livestream này có thể rằng các fans của Thế Giới Skin Food đã không còn phải ngần ngại và lo lắng khi sử dụng những sản phẩm đến từ thương hiệu Mercy. Và đặc biệt là chúng ta lại càng tìm hiểu thêm được người đại diện đến từ hãng Mercy có mặt tại nơi đây, đó chính là Hailey. Và cùng follow kênh YouTube của Hailey. Và Hailey có thể nhắc lại kênh YouTube của mình để cho các bạn fans đều được biết, được không ạ? Can you repeat your YouTube channel name? Baby Boss Hailey, H-A-Y-L-Y. It's Baby Boss Hailey. My boss. Vâng, xin được cảm ơn Hailey rất là nhiều. Và có thể nói rằng với tình cảm của thương hiệu Mercy đã dành tặng đặc biệt cho Thế Giới Skin Food trong suốt thời gian vừa qua đã tạo nên một cái sự bùng nổ dành cho Thế Giới Skin Food khi mà mang những cái sản phẩm Hàn Quốc và đặc biệt là từ thương hiệu Mercy đến gần gũi hơn với các bạn tại Việt Nam. Và đặc biệt hơn nữa về tương lai, chắc chắn rằng sự hợp tác của chúng ta ngày càng lâu dài và sẽ càng chào đón thêm nhiều lần hơn nữa Hailey có thể về đây và cùng giao lưu lại với các fans, phải không ạ? So is the collaboration between Mercy and mm-hmm. Skizzo Skin Food mm-hmm. is very good mm-hmm. and we are expecting you to come to Vietnam more time. Thank you. Yes, everyone participate in the Kiwi Skin Food promotion because this is the best promotion that you can ever find in Vietnam with Mercy. Đây là cái promotion tốt nhất mà các bạn có thể tìm để ở Việt Nam, ở Thế Giới Skin Food của hãng Mercy. My CEO hated this promotion. Eh? Because it's too good. CEO của hãng mình không thích promotion ở Việt Nam bởi vì nó tốt hơn rất nhiều so với ở Hàn Quốc. Vâng, một lời nói vui giờ của Hailey đã dành cho chúng ta. Có thể nói rằng ngày hôm nay thì Hailey đã mang đến cho chúng ta rất là nhiều thông tin về thương hiệu Mercy mà các bạn fans của Thế Giới Skin Food luôn đề cập tới và cũng như là mong muốn được giải đáp. Và hy vọng rằng sau cái buổi livestream này các bạn cũng đừng quên chương trình ưu đãi sale giá sốc mua 2 tặng 1 của chúng ta sẽ có thời hạn đến ngày 21 tháng 10 các bạn nhé. Vì thế mừng ngày phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 thì chúng ta cũng hãy sở hữu cho mình sản phẩm đến từ thương hiệu Mercy, make up thật là lộng lẫy đi vào ngày 20 tháng 10 để cùng vui chơi cùng với người thân, gia đình và bạn bè. Vâng, một lần nữa thì đặc biệt sắp đến ngày 20 tháng 10 phụ nữ Việt Nam thì Hailey có thể gửi một lời chúc
chút nào đến dành cho tất cả các fan nữ của thế giới Skin Food của chúng ta được không ạ? So it's about the Vietnamese Women Day, the 20th of the October. Mm-hmm. Do you have any word for the Vietnamese girls? Vietnamese also, girls. Yeah, also the fans, the girls fan mm-hmm. of Thế Giới Skin Food. Well, girls, you have to be very passionate in your work, in your study, and in makeup, because that's gonna change your life forever. So, các bạn phải có đam mê trong tất cả mọi việc, nhất là học hành, công việc và trong makeup nữa, bởi vì tất cả những cái việc này sẽ thay đổi cuộc đời của các bạn. Vâng, xin được cảm ơn một câu chúc rất là ý nghĩa cũng như là mang lại nhiều thông điệp dành cho các bạn trẻ tại Thế Giới Skin Food. Và các bạn đừng quên rằng thương hiệu Mercy của chúng ta chỉ có mặt tại Thế Giới Skin Food với sự tin cậy cao nhất. Chính vì thế các bạn muốn sở hữu sản phẩm đến từ thương hiệu Mercy, hãy đến tại Thế Giới Skin Food để chúng ta có thể sớm có thêm rất là nhiều sản phẩm từ Mercy về mình nhé. Và đặc biệt là những sản phẩm khác đến từ Thế Giới Skin Food nữa. Và kết thúc livestream ngày hôm nay, các bạn cũng đừng quên hãy cùng theo dõi fanpage chính của Thế Giới Skin Food để cùng theo dõi rằng mình có phải là người may mắn nhận được những phần quà trong buổi livestream ngày hôm nay hay không các bạn nhé. Và một lần nữa thì Thúy Hoa xin được thay mặt cho Thế Giới Skin Food cũng như là thương hiệu Mercy xin được cảm ơn Hailey đã dành thời gian quý báu của mình đã đến cái buổi livestream này giao lưu gần gũi hơn với các fans. Và hy vọng rằng trong tương lai thì Thế Giới Skin Food sẽ tiếp tục hợp tác tốt với thương hiệu Mercy để cùng cho ra những cái sản phẩm phù hợp với giới trẻ tại Việt Nam cũng Thank như you là so các much for your precious time. Thế Giới Skin Food nhé. Và hy vọng rằng là sớm được chào đón Hailey trở lại trong buổi livestream tiếp theo. Các bạn hãy nhớ theo dõi fanpage chính của Thế Giới Skin Food để cùng chào đón những phần sale vô cùng sốc từ trước đến nay của hãng. Và đặc biệt là mang về cho mình những phần quà vô cùng hấp dẫn trong dịp 20 tháng 10 sắp tới nhé. Và chúng ta hãy cùng nói lời chào đến tất cả các fans. Hailey có muốn nói lời chào đến tất cả các fans không ạ? Do you want to say anything for goodbye to the fans? Bằng tiếng Hàn đi ạ, bởi vì các bạn đã dừng một câu nói thank lời you. Chào đến in từ Vietnamese. Hailey bằng tiếng Hàn. Cảm ơn. Cảm ơn các bạn. 감사합니다 여러분. Vâng, xin được cảm ơn Hailey rất là nhiều. Và một lần nữa đại diện cho Thế Giới Skin Food xin được cảm ơn tất cả các bạn fans đã cùng theo dõi buổi livestream này. Và xin được chúc mừng các bạn fan đã may mắn nhận phần quà từ Thế Giới Skin Food cũng như là thương hiệu Mercy nhé. Một lần nữa xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong buổi livestream lần sau. Annyeong. Annyeong.